Rồi, thì chúng ta có thể áp dụng nè, đối với cây dừa mộng. Cây dừa mộng mà chúng ta lụm ngoài vườn hoặc là cái gáo nó là cái gáo siêu mini. Thì cô chú anh chị nè, ở nhà có những cây như thế này thì dùng cách này. Củ hủ dừa là nằm ngay đây ha mọi người, dùng cái lá bên ngoài này để làm lá thở hay không được cắt. Nghe, cắt hơi xéo như thế này, cắt ngọt. Đó, để tạo đây kèm. Rồi, hello cô chú anh chị, mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Quang Linh ha. Thì hôm nay Linh sẽ làm một cái clip thể theo lời yêu cầu của một số cô chú anh chị là chỉ cái cách hạ đọt, hạ tông mà cắt đọt cho cây dừa bonsai như thế nào. Thì hôm nay Linh sẽ làm cái clip nhỏ này để gửi đến tất cả cô chú anh chị mình đang thắc mắc cái cách hạ như thế nào và hạ nó có chết hay không. Rồi ngay sau đây Linh sẽ quay cận vô để hướng dẫn cô chú anh chị mình chi tiết hơn nha. Rồi, để chúng ta hạ được tông cây dừa bonsai theo cái cách là cắt ngang đọt mọi người, thì Linh có hướng dẫn cô chú anh chị rồi. Thì bây giờ Linh sẽ hướng dẫn lại để cho cô chú anh chị mình dễ hiểu hơn, tại vì có một số cô chú anh chị chưa hiểu, có gọi điện hỏi Linh, chứ một số cô chú anh chị cũng sợ cắt ngang như thế này thì cái cây nó chết. Và cái cách cắt là như thế nào, chúng ta cắt cũng rất là đơn giản thôi. Thì đối với những cái cây này cái nó Linh để lâu quá nó bị hư cái dáng này nè đó. Thì chúng ta có thể áp dụng nè, đối với cây dừa mộng mà chúng ta lụm ngoài vườn hoặc là mua những cây dừa giống về để chơi bonsai á mọi người, thì chúng ta cũng dùng cái cách cắt ngang này đó để cho nó lùng lại. Hoặc là những cái cây dáng cao, những cái cây mộng hơi cao hơn, hoặc là những cái cây bị hư dáng như thế này đó, nó lên cao mà Linh không muốn nó chơi cái tông cao. Tại vì cái cây này nè mọi người, cái gáo nó là cái gáo siêu mini đó mọi người, thấy cái gáo rất là nhỏ đó. Linh uống cái bộ rễ từ nhỏ nè, bộ rễ rất là đẹp. Tại cái này Linh để trong cái gốc rồi quên cắt nó đi, chứ là lúc là Linh cắt nó nhỏ xíu là xíu à đó. Rồi dưới Linh cũng muốn cho cắt ngang để tạo cho cái bộ đế của nó già thêm nữa đó, để mình làm một cái tác phẩm tuyệt vời mọi người. Làm dừa bonsai thì chúng ta phải làm chuẩn bonsai á, thì chúng ta phải làm từ từ và lâu năm nó mới đẹp ha. Đó, Linh muốn nuôi cái cây này nè, rễ mọi người thấy cái bộ rễ nó nè, rất là tuyệt ha. Gáo thì siêu mini. Đó, Linh cũng nuôi lâu rồi, cái gốc bay lớn này là Linh cũng nuôi rất là lâu rồi đó mọi người nè, nó tới đây luôn nè. Bây giờ Linh muốn nó ngóc lên. Nó ngóc thẳng lên trên đây. Nó ngóc thẳng lên trên đây mà nó lùng lại khoảng tầm ngang đây thôi mọi người. Cho nên mình dùng cái cách này. Thì cô chú anh chị nào ở nhà có những cây như thế này thì dùng cách này đó, cô chú anh chị cứ cắt những cái lá thừa đi, những cái lá thừa này cắt đi nè ha. Rồi những cái lá này chúng ta xẻ xuống tầm ngang đây thôi. Cái củ hủ dừa là nó nằm ngay đây, củ hủ dừa là nó nằm ngay đây ha mọi người. Chúng ta cắt là chúng ta cắt bỏ lên trên đây tầm khoảng 2 phân đến 3 phân là Linh sẽ cắt ngang đây nè đó, cho nên chúng ta cắt tới đây thôi là chúng ta dùng cái lá bên ngoài này để làm lá thở hay mọi người. Bên đây chúng ta cũng cắt như thế luôn, rồi lấy nhẹ cái này ra đó. Cái lá này nè là chúng ta dùng làm lá thở nè. Còn những cái lá với cái đọt này là chúng ta xử nó luôn. Xử nó một cách thiệt là ngọt ha mọi người. Linh sẽ cắt ở ngoài vô cho mọi người dễ thấy. Mọi người cắt á, không nên cắt ngang như thế này ha. Tại sao ạ? Tại sao chúng ta không nên cắt ngang? Chúng ta cắt ngang như thế này nè, chúng ta tưới nước đồ này kia nọ đó, hoặc mưa đó, là nước nó sẽ ứ, dễ gây úng. Chúng ta cắt xéo như thế này, mưa đầu này kia, nước chúng ta tưới nước rồi đó, là nó có thể chảy xuống được ha mọi người. Thì nó hạn chế cái việc là cái cây của chúng ta bị hư. Mọi người nên lưu ý ha, lưu ý là chúng ta không được cắt ngang, mà cắt hơi xéo như thế này ha mọi người. Rồi, mọi người nhớ chưa? Rồi, bây giờ là chúng ta tiến hành cắt thôi. Chúng ta cứ cắt xéo chút nè, bỏ từ cái đây nè, đây là cái cổ hủ nó nằm nè, ngay đây. Thì chúng ta cắt cao lên vào tầm khoảng 3 phân hoặc 2 phân. Mọi người muốn chắc cú hơn thì cắt 3 phân đi. Đó, Linh cắt ở đây là khoảng 2 phân ngoài đến 3 phân. Đó, thì chúng ta cắt ngang đây. Chúng ta cắt ngọt ra. Dùng cây dao thiệt bén, cắt ngọt.
đó, để tạo điều kiện. Đây mọi người thấy không, chúng ta cắt ngọt như thế này để tạo điều kiện có mưa đầu này kia đó, nó giọt giọt xuống, nó không ứ lại, nó gây hư cái đọt của chúng ta ha. Rồi mọi người là nhớ là chừa cái lá để là cho nó làm lá thở nha. Đó, cái lá này nè, chúng ta sẽ làm lá thở để trao đổi chất cho nó mọi người. Cái cây thì nó thừa, nó trao đổi chất, chúng ta phải chừa cái lá một. Rồi chúng ta cứ bỏ cái xó nào đi, từ 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 từ, đừng có chú ý đến nó, đến khi nó lên lại mọc ra cái đọt sau là bảo đảm với mọi người, nó mọc ra được là ok rồi, là lúc đó lá nó đã trẻ rồi đó, lá nó đã trẻ rồi ha, nó trẻ rồi là nó lùng lại, chúng ta xử lý lùng lại làm sao để cho thích hợp với cái gáo nhỏ này thì nó rất là ok. Rồi mọi người lưu ý nữa là khi chúng ta mới cắt như thế này là chúng ta để cái nơi đừng cho nước vô và đừng tưới nước cho nó đó, để 5-7 ngày sau là chúng ta hãy tưới nước ha. Để tưới vô đây nè, 5-7 ngày sau nó sẽ tự động tạo một cái màng bảo vệ, màng bảo vệ ha. Cái cây ấy, lúc nào nó cũng tự động tạo một màng bảo vệ thì lúc đó tưới nước đồ là ok, nhưng mà cũng hạn chế thôi đó. Còn chúng ta cắt xéo như thế này thì hạn chế, có khi nước mưa đâu đó, nó mưa nhiều quá đó, nó làm úng. Còn chúng ta cắt xéo như thế này nó sẽ chảy xuống, nó chảy xuống ha mọi người. Rồi rồi cây này chúng ta cũng làm y theo gan như vậy thôi. Cây này thì cũng linh chuyển đổi dáng thế rồi rễ đồ là uống hết trơn rồi, nhưng mà cái gốc thì nó không được ok mấy. Nó đối với linh là cái cây này là nó không được ok, chứ mà chứ cái nuôi như thế này là tách cái lá này ra, là tách cái lá này ra nữa là bỏ cái lá này 2-3 bữa nữa nuôi thêm nữa là nó là ok mọi người. Nhưng đối với linh là linh làm cái cây là phải ra cho nó đẹp, cho nó chuẩn ha. Cây này thì chúng ta cũng cắt như thế thôi đó. Rồi mọi người cứ cắt lên miếng như thế đó. Rồi cắt như thế ha. Còn ở trong đây á, đúng ra là cái cây này linh bỏ hai lá này nuôi từ cái lá đọt non trong đây này là nó khá là ok. Cái lá này để linh cắt ra, cái lá này nó còn nhỏ, nếu nhỏ thì linh nuôi chứ cắt ngang thì nó cũng mất khá là nhiều thời gian, nhưng mà cắt ngang thì nó sẽ rất là đẹp mọi người ha. Cái này cái nách lá của nó nằm tầm ngay đây, cái lá nó hơi dài rồi mọi người. Linh muốn cái cây này để linh kiếm lại, để linh kiếm lại xem cái nách lá của nó để xem chúng ta có thể giữ lại được hay không. Để chúng ta cắt ngang á là nó mất khá là nhiều thời gian mọi người, cắt ngang là chúng ta mất khá là nhiều thời gian cho nó nữa, nhưng mà làm lâu thì nó đẹp. À, cái nách lá nó nằm ngay đây, vậy là cái cây này còn cứu được mọi người, còn cứu lùng được. Tại linh làm là tông lùng lùng không à, linh không thích tông cao, chứ tông cao thì cái này linh tỉa lá ra là linh để luôn rồi đó. Rồi vậy là cái này còn ok, vậy linh để lại cây này. À, cứ để đây cho nó mọc, cho cái đọt này mọc bên trong, từ từ cắt bỏ hai lá bên ngoài đó. Thì sau này chúng ta sẽ cắt luôn cái lá này bỏ, giữ được là cái đọt non này đó. Nuôi cây như thế mới đẹp mọi người, chứ không phải là cứ lên là tách ra đâu, là cái đó là vừa bình thường. Còn chúng ta nuôi chững bonsai cho mất thêm nhiều thời gian thì cây chúng ta mới đẹp. Rồi đối với cây này là dáng trực, gốc cũng to nè mọi người đó. Linh để quên không có cắt, rồi linh mới tỉa ra tính làm tông cao, nhưng mà suy nghĩ lại tông cao không đẹp, tại vì linh không có thích làm tông cao đó, chúng ta cắt bỏ. Linh chỉ làm những cây tông nhỏ nhỏ, những cây bonsai tông nhỏ nhỏ nó mới đẹp mọi người, bự quá nó không đẹp đâu. Cái này chúng ta cũng cắt như thế thôi, cái gốc từ đây lên đây luôn nè mọi người đó. Rồi cái cây này, cái lá này là chúng ta chọn làm để làm lá thở, chọn để làm lá thở cho nó ha. Đó linh xin nhắc lại là mọi người cắt là cắt xéo và cắt xong để 5-7 ngày chúng ta mới tưới nước vào cái chỗ cái vết cắt nha. Đó để hạn chế nó bị úng hư mọi người. Rồi như cái cây này, cái cổ hủ nó nằm từ đây vô nè đó, mọi người có thể để ý là biết cái cổ hủ nó đâu đó. Chúng ta không nên cắt xéo vô đây nha,
để nước nó chảy vô trong cái bẻ này nè, nó sẽ ứ lại đây nè, nó cũng gây bị úng đó ha. Chúng ta cắt lúc nào là nó cũng hướng ra ngoài để cho nước nó chảy ra ngoài này đó. Rồi Linh sẽ cắt cho mọi người xem đó. Chúng ta nhớ cắt cho nó ngọt, cho nó ngọt ha. Rồi đây đó, cắt hướng xéo đây để nước nó chảy ra đây, không được cắt để cho nước nó chảy vô bên trong này ha mọi người. Đó, hồi nãy Linh quên nói, chúng ta cắt mà chảy vô đây nó ứ ở đây nó dễ bị úng lắm đó. Cắt làm sao để cho nó chảy ngược ra ngoài này, mọi người cứ cắt như thế nè. Cái này là Linh cắt chưa dốc lắm nè, chúng ta gọt lại. Rồi ok nè, đó từ từ nó sẽ mọc lên mọi người. Cái lá này là dùng cái lá thở, sau này cây mọc lên lá nó sẽ trẻ, nó sẽ thành lá trẻ, bảo đảm với mọi người luôn. Tại cái gốc này rất là to rồi, nó mọc lên nữa chúng ta sẽ tạo ra một cái bộ đế ok. Rồi lúc nó mọc lên là mấy cái bẹ này nó hình thành thành cái bộ đế thêm nữa ok nữa, rồi nó sẽ mọc ra cái lá trẻ đó. Lúc đó chúng ta có được bộ rễ thì có rồi, rễ rất là già, có đế nó lá trẻ luôn đó, thì chúng ta có được cái cây này rất là tuyệt vời. Nhưng mà thời gian rất là lâu hay mọi người, đó rất là đơn giản thôi. Cái cách cắt để hạ tông cho cây dừa bonsai thì như thế thôi mọi người. Đối với những cây dừa mộng á thì mọi người á không cần phải chừa cái lá thở luôn ha. Cây dừa mộng ta lụm ngoài vườn vô rồi chúng ta lột ra, chúng ta ôm vô cái chậu thấy nó ok rồi thì chúng ta cứ cắt ngang luôn. Những cái cây dừa mộng đó chúng ta không cần phải chừa cái lá thở như thế này ha. Rồi xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây dừa bonsai thật là đẹp đó. Chúng ta trưng trong phòng khách, trong phòng làm việc để đón tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai. Rồi clip của Linh xin tạm dừng ở đây. Xin hẹn lại tất cả cô chú anh chị mình trong những clip về kỹ thuật dừa bonsai trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh. Rồi chào tạm biệt mọi người ha.